Xin chào các bạn đã đến với buổi quay trực tiếp của Thành Viên Viện Dr. Bảnh với Viện Trợ Đẩy. Hôm nay bên mình vừa lại tiếp tục thực hiện xong phương pháp phun mài tán bột nha các bạn. Các bạn hãy cùng mình theo dõi hình ảnh trước khi thực hiện của chị nha. Chân mài của chị đã từng thực hiện phun xăm cách đây một thời gian thì cái màu chân mài của chị bị nhọt đi nha các bạn. Với tình trạng này thì chị đã thực hiện lại phương pháp phun mài tán bột, và sau khi thực hiện xong thì chị có chỉnh là cái dáng mài của chị. Cho phần đuôi nó dài thêm, ngoài ra thì cái màu phần chân mày của chị cho nó đậm hơn nha các bạn. Sau khi vừa thực hiện xong thì cái chân mày của chị rất là đẹp, rất là tự nhiên luôn nha. Đây là hình ảnh chân mày của chị trước và sau khi vừa thực hiện xong nha các bạn. Trước khi thực hiện thì do cái phần phun mài cũ của chị, cái màu mực nó bị nhọt dần thì nó bị mất cân xứng so với cái phần đầu lông mày của chị rất là đậm luôn nha. Thì chị đã đến thực hiện lại phun mài tán bột nhằm giúp cho cái phần chân mày của chị đậm lên và chỉnh lại cái dáng chân mày của chị một xíu nha các bạn. Sau khi thực hiện xong thì chân mày của chị rất là tự nhiên, rất là đẹp nha các bạn. Các bạn đang theo dõi phương pháp phun mày tán bột. Các bạn có nhu cầu thì hãy để lại số điện thoại để được trực tiếp bác sĩ Vĩnh Hoa Thẩm mỹ bệnh viện Chợ Rẫy tư vấn nha. Hoặc các bạn có thể gọi đến số 0905 388 576 để được tư vấn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi quay ngày hôm nay. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở buổi quay sau.